Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng năm âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng năm âm lịch năm 2021 của tuổi Sửu. Tử vi tháng năm năm 2021 âm lịch của tuổi Sửu chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe và cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi sửu tháng 5 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 5 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch quan đới hỗ trợ cho sự nghiệp của con giáp tuổi sửu tăng tiến. Nhiều người có được danh tiếng nhờ thành tích tốt, xuất sắc, thậm chí còn được thưởng tiền về nỗ lực của mình nữa đấy. Tháng này bản mệnh càng khiêm tốn, chăm chỉ càng có lợi, vì thế đừng vì nghe theo ai đó mà vội thay đổi quyết định, thay đổi nghề nghiệp quá nhanh. Lúc này bạn cần tập trung vào mục tiêu, nhiệm vụ hiện tại của mình. Những nỗ lực hoặc hạt giống bạn đã cất công gieo suốt thời gian qua cuối cùng đã nhận được quả ngọt. Bên cạnh đó, bạn cũng nhận được sự hậu thuẫn của rất nhiều người xung quanh. Do đó, đừng ngần ngại thừa nhận công sức của mình một cách khéo léo, chứ đừng vội khẳng định tất cả là do công của bạn. Một số người tuổi Sửu chỉ mới có được chút thành tích đã vội cao ngạo, khoe khoang nên dễ gây mất lòng với mọi người. Thực tế là có nhiều người giỏi hơn bạn nhưng họ vẫn cần mẫn làm việc, không thích thể hiện ra ngoài mà thôi. Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi Sửu âm lịch về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 5 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, chính tài giúp sức để việc làm ăn của bản mệnh thuận lợi, hanh thông hơn trước rất nhiều. Nếu là người chủ động, biết nắm bắt tốt cơ hội thì việc bạn có được hợp đồng lợi nhuận cao trong tháng này là hoàn toàn có thể. Nhìn chung tình hình tài chính của con giáp tuổi Sửu trong tháng sẽ đón nhận nhiều tin khả quan. Tận dụng thời gian này, bạn nên chuẩn bị trước các bước đi cần thiết trong công việc và sự nghiệp, hợp tác vì các cơ hội tăng thu nhập có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Thế nhưng cũng đừng vội tin người mà chỉ vì vài thông tin hay ho mà họ đưa ra đã vội dồn hết tiền bạc để đi theo họ bất cứ điều gì cũng phải có nhiều thông tin từ nhiều chiều để phân tích đánh giá cẩn thận đã nhé. Ngoài ra, sức ảnh hưởng tiếu hao cũng khiến người tuổi sửu phải tốn tiền cho những khoản như sinh nhật, chẵn tháng, biếu người bệnh. Nhưng những khoản này đều nằm trong kế hoạch của bản mệnh nên không có gì phải lo nghĩ quá nhiều cả. Tử vi tuổi sửu tháng 5 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên xem tử vi, tháng 5 năm 2021 ngũ hành tương sinh là dấu hiệu tốt cho mối quan hệ tình cảm cũng như với người thân trong gia đình bản mệnh. Bạn rất may mắn khi luôn có những người thấu hiểu và luôn sẵn lòng ủng hộ mình. Tình cảm giữa các cặp đôi cũng trở nên khăng khít. Bạn và đối phương dành nhiều thời gian chia sẻ, trò chuyện cùng nhau nên tình cảm cũng được vun vén. Phương diện tình cảm của người tuổi Sửu đang có nhiều chuyển biến tích cực nhất là những ai độc thân sẽ tìm được người bạn có nhiều ý tưởng chung để cùng nhau thực hiện và hứa hẹn hai người sẽ sớm phát triển từ tình bạn sang tình yêu một cách bền vững. Toàn bộ sự chú ý của bạn sẽ đổ dồn vào gia đình và nhà cửa trong tháng mới. Bạn mong muốn thay đổi không gian sống, vì vậy đây cũng là thời điểm tốt nhất để khuyến khích cả gia đình bạn tham gia vào việc này. Tử vi tháng 5 năm 2021 tuổi sửu âm lịch về phương diện sức khỏe. Nhất bạch bay về trung cung chủ về bệnh tật thương vong dự báo có những rắc rối khi tuổi sửu di chuyển bằng các phương tiện giao thông dù là xe đạp điện hay xe máy, ô tô. Do đó nếu có thể nên hạn chế đi lại. Nhất là thời gian dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp thì không nên ra ngoài quá nhiều tính cách cũng trở nên hướng nội hơn có thể bạn dễ gặp stress nhưng thay vì suy nghĩ tiêu cực thì nên dành thêm thời gian cho bản thân xem đây là cách bản thân bạn nạp lại năng lượng sau quãng thời gian bận rộn thời tiết nắng nóng khắc nghiệt nhất trong năm nên bản mệnh rất dễ bị các bệnh ngoài da như hư viêm da mề đay mụn nhọt bạn nên tìm nơi uy tín để thăm khám dùng thuốc đặc trị đừng nghe theo những bài thuốc dân gian thiếu cơ sở khoa học cẩm nang vượng vận cho từng tuổi sửu trong tháng năm âm lịch năm 2021. 1. Kỳ sửu, thuộc mệnh hỏa, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, nói lời phải giữ lời vì có người đang mong chờ đợi những ý kiến của bạn. Quý nhân, dần, mùi. Tiểu nhân, thân, dậu. Màu sắc may mắn, hồng, trắng. 2. Tân sửu thuộc mệnh thổ, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết khó khăn được đẩy lùi, nhiều cơ hội thăng tiến. Quý nhân mão, hợi. Tiểu nhân tỵ, thìn. Màu sắc may mắn tím, trắng. Ba. Quý sửu thuộc mệnh mộc, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết tài lộc dùng rỉnh các nguồn thu nhập tăng vọt. Quý nhân tý, tuất. Tiểu nhân tị hợi. Màu sắc may mắn vàng đen. 4. Ất Sửu thuộc mệnh Kim, Nam La Hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết nhân duyên tốt lành, gia đạo an ổn, tình yêu thăng hoa. Quý nhân ngọ thìn. Tiểu nhân tất mùi. Màu sắc may mắn. 5. Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, Nam kế đô, nữ Thái Dương khẩu quyết nhất định phải quan tâm tới những chi tiết nhỏ chớ chủ quan quý nhân ngọ dậu tiểu nhân mão thìn màu sắc may mắn đen trắng cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại